Ok, chẳng ngày muốn nhưng ban hiện pi muốn nhưng ban hiện pi mấy hiện mỗi là miền dạy pi cái topic dạy pi file xem không Android chẳng topic file xem không Android nó vì miền chọn vì miền share preference file access hai nâng dương miền chỉ mỗi nâng cast store chỉ là cái database đại dương phở rôm lắm hay là runtime permission cho nên xong bật chạm đóng tiết trong bộ file là sẽ cứ nhưng mà bắt đầu từ tiếp của vì bẹp bọn tôi chỉ mùi nâng ca save file lấy là nâng nhưng cái tham vi ọt chỉ bằng nhà hàng như dưỡng hay nè mối vì có lệ tôi chỉ mùi nâng khăn SD card chẳng á như dưỡng đọc memory cho cái kéo chẳng dưỡng là sẽ cho bộ memory tự ngon nâng chứ nhóm cái tab viên mà đi bộ device lớn với ắt sơ thì trăm bạch thử add memory kèo thì đây với memory thông thông này chẳng hạn nè chứ nhóm skip cho nó và sẽ nâng muối nhóm bật to cho tự đo cho nó runtime permission. Ok nhóm move the slide nâng nâng này bật sân chỉ dương chia user Android chat ban này thay dương thay Android chắp vì version tui tui máu tăng vì version bay buồn này máu à nâng dương một cách chia đấng này thay cam muốn bây dương phở cam thi ấy đó có đa tia permission này nếu dương ta ở bao tui cam thi đi chia Foodpanda y kết đây bạn này nó bây đại dương thôi ca của món dương mình thử pick rồi gọi dương pass app ấy nè này nó bây giờ dương chấp đam hai pass app nâng một chí dương mình thử ca set location dương cái vùng này chứ nó bây giờ dương set app tầng off chấp pi nè API level một phải bay máu cứ viêm mạn ai ta app nâng thử ca sẽ thực canh bom miền tầng off bao dương cứ phim mình sẽ tạm ở lại ở tầng to tài dương thì user ở lại chẳng biết load chỉ là cái này đi không phải permission chẳng hạn thì always share location to this app ấy chẳng đời chẳng hạn nó có dương ad từ cái ban nó không xịt thêm này còn là thế kê thôi chẳng nằm bậy kê kê thôi chẳng cùng nó bỏ khang Android cứ kinh dạy P privacy friendly bot user à lỡ dân sở máy mơ thè bởi dân chị app tặng ớ à lỡ được chị app app na mối nhưng mà tiêu hoa app kéo bị nâng ok app mối để mình chung thè A app nâng lên sẹp ta chọn xe mà can location dưỡng à xe tơ vô một mà trăm bắt user sập chẳng bởi dân hot cut series cứ bia ớt mình chứ bằng nhà bên tay bà sân dưỡng cơ thể sẽ rất thích bên này thà bà sân chị em nâng khốt cứ cái đăng lục hay sân dưỡng khổ lại ok cái chạp chỉ bè bạn chứ bây giờ bà chị khổ thân nạn khai mình thấy cứ bẹp quan tâm chỉ môi nâng privacy bao user chứng khang gọi Android nâng gọi kia xung lại cho ta chạp bây giờ bây máu ai ta thời ca sẽ một cán bộ miền na đại hiện sống khăn chứng kia cũng nói ra ta không cả này ở không rang privacy này đó privacy này là ta để dân thời do user thử require permission bà dân chia permission là cái này thom đá vì ở thời chậm bạch require bao user ok chứng cho cái này dân vô bây giờ cần sớm này ra ra permission đang sẵn bộ việc sống khăn này cứ cái bắt đầu trở nên tới privacy friendly bao user này chẳng cả môn tiếp đọc bê chắp đa miên ở permission nó bây giờ dương tả lãng app mùi mối cứ app nâng xong check permission hai bật tôi mới tiếp bằng cái app để thêm bây giờ dương phở rưu gọi dương bằng tất đo feature này mối là cái thở cá bằng kia được với permission đôi pass app ấy chẳng bởi xanh dương khoản là chôl app thôi mà đã dương toàn
hay tộc tộc rồi có ấy đầm bay mà sạch cho lại dương tế vì ở toàn tìm một mình sân location mà dương này vì ở dương xe location xong rồi Google Map đào chắc cái PA em thôi chẳng cứ nhầm ghé hay chứ cứ bẹp quan tới chỉ mỗi năng privacy friendly bao user hay user có ai lại cái thay allow rồi có chụp allow out permission không pay setting năng là dùng cho setting trong app mỗi mỗi tới dùng bật permission bạn ok chẳng nếu dùng toán nó phải bằng cho mỗi năng runtime permission trong phần page này runtime permission vi mình chọn vi mình normal signature permission hay năng dangerous permission hay phổ phép nó mô permission nâng dương hoạt đó dương mình tự add nơi cả lại Android manifest này dương đặt use permission nè chứ nhóm chọn dễ bị permission đó nè battery state bind accessory wifi state nè, bluetooth camera network call phone find location này nè chứ tưởng on nó sẽ chia permission tưởng on dương read write request tất can mic rồi có ai sống ai ấy chứ tưởng on nó sẽ chia permission còn là thay với thật nó không type khó khó nè chứ type tưởng on nó miễn normal signature hay nâng dangerous chứ một cái đại dương phở chọn gì cái cứ nọ mó hay nâng dangerous permission này chứ ở nọ mó hay nâng dangerous permission so đại dương cầm nát nó không manifest được còn tái dangerous mùi cứ thử ban check nó bê răn thèm và này thèm và dân dị dương handle đặt thẩm nọ mó permission tế đôi chìa bộ network state cái này dương chọn thôi nghe tới chỉ muốn internet dương còn đã use permission internet mà cứ app nó allow ai phở internet bao device bao nhiêu này chẳng vì ở thời trong bài giao dương tờ giờ xe code nó không nó khang trả ba code thì đây để mời được phải có vấn tay nè có bộ hết bộ dangerous permission nó thời kè chẳng vì ai load nè được khang hụt chứ cứ và dân chỉ app nó cho xe thực cánh allow hangout to send and view SMS message. Thì bên đây thay app nâng chọn access một cái message app bỏ đi vải dưới này. Chúng mình bắt đầu là user không can định này rồi có allow to can app mỗi nâng. Chúng thì tiếp tới dương nâng hiển handle to can dangerous permission nâng. Bên đây thay ở lỡ bởi sân chia user có chọn phở feature nâng dương thử request permission nâng. Anh em đang ở tiêu hóa bẹp quan tâm cho mỗi nâng ca access thức căn camera hay nâng gallery bỏ user bỏ device bỏ dưỡng chứ một page bộ nọ mô permission đã ắt bác bỏ tức đo user privacy tế system nâng auto allow ai app bỏ dưỡng swipe bỏ bỏ chứ một page bộ nọ mô permission vì mình được kịp dùng phở dưỡng vì mình chain network state bluetooth wifi hay nâng internet hay nâng chứ app cái chọn cứ phở phở những nhóm cứ internet nè chứ giờ mới tới bản thân chia anh đang thật nó không nọ mò phần mình sân nè cái phở nhật chọn những cái internet này dương ở thời ca trăm bách tới xe cô tới dương hoàn ta request permission tới bên đây thay app dương thời ca internet đầm bay phở nè chứ system về là ở dương anh đang gọi đôi những cái iPhone những Apple chúng cá dương bật allow internet nó không Safari được có YouTube chẳng tức user dẫn có chung ngào thang có chụp bạn đây là chạy đoàn chẳng tức sao ta thông sao quát lên Facebook lấy ếch bàn ta cho YouTube bật bàn ta đặt ra quát bật allow permission internet lơ YouTube chẳng bây giờ user quát quát chụp hoạt động luôn á chẳng quát cho tự bật bộ permission nâng okay.
Chơi chùm pua sang nè chơi bằng mình sân vĩnh. Bạn này thè dương ở khang developer dương miến app chuẩn. Đôi lẽ này ở app signing key anh đang chạm dương hiện đó upload deploy app to can play store cho nhóm detail cái này năng tí. Anh đang phép bọn tới cho mỗi năng hồi tiêu hoa tha app mối cứ request này permission hồi tiêu hoa tha app app A, app B. Ok anh đang nhóm bị dụng flow vậy thì dương mình app A mối, app B mối cho nó phê đài app A dương request permission và phê bộ dangerous mình P bay chẳng tại hồi tiêu hoa tha app nâng request tự can location mối hay nâng contact mối tiệt. Chúng app A nâng ban thử allow đào user ấy. Nước nông device nâng sẽ tạo dương phở app A allow kia lào ai. Chúng cái trong dưới thêm bảo sân chỉ app nâng thử ban call to the Play Store đào sang khi được khí nhiều. Chúng mình thay vì auto một tích allow permission đào mình chăm bạch notify số user ấy. Là sao tại app B nâng, app A nâng app B phở sang những khi tầm mùi. Cái sang những khi nâng chạm dương hiện đó là miền trong khỏi cái gư deploy app to can play store nâng nên dương nâng vô lại thế ta app mùi mối dương upload tới thử miền sang những khi chẳng thế cái toán đó cái chứng đo cho nó trong khỏi này đang tham hồn mình sẵn cứ chưa bộ page đang chưa được hồn mình sẵn ví dụ cho làm thế cứ Dangerous permission cứ chứ permission này đã nè, cho tôi can tên này bỏ user hay bộ phép nâng cứ hãy đáp bằng cái đại Dangerous permission tôi đã nhóm man mention muốn nâng chân cứ bà sân dị dương app tầng off thật ban là lão đã xoay vào bộ mà cái chọn ban data contact record location mà dưỡng kia mình track riêng đằng là hồ chẳng bị ai bắt đầu phó là với chủ miễn đó user cái ai vô data nâng từ thuê với ta đợi giờ nâng luôn á chắc mà cái đại chúng ta để cho permission chắc là sao là vì admin đo pho với chỉ miễn đo user chẳng bạn kê đồng rỡ áo ý developer đang ở trong pool app kê môi môi nâng thử request permission chẳng tôi là user có allow có áo sơ tất cả app nâng bạn app nâng ở feature nâng bạn. Chứ nó phải đài request permission nâng vì nâng load và phải bộ đài lọc em màu ấy chứ và phải đài dành permission vì mình được chỉ contact camera, calendar, location, phone, storage, sensor, microphone nâng. Ok chứ mà sân gì dương trong access the can đằng on nâng dương thử handle runtime permission chứ dương vô là thần ý nây permission hay nâng runtime permission nâng runtime permission. Bên này thì dương check permission ở runtime này. Ok, anh ấy còn đã chia workflow này permission thế. Ủa thì họ tha user ở app bài dương cho là set can camera. Đôi dương phở này, Instagram nữa ấy chứ dương set up với tập 4. Đầu bây dương cho từ thoát vụ này. Chẳng dương mình thử cái xu nó một căn user tha allow ai app kế bao camera user on bây giờ bao ok permission grant mà đây tha user quạt allow ai bớt sân chỉ deny bớt sân chỉ deny bên đây tha user quạt deny allow ai app bao dương khởi chẳng dương thua ca check một đòn tiết nếu bây đại user quạt cho một phần feature nè. Ok, kênh dạy people permission group mình còn đại chiêu tiêu hoa tha đôi contact nhấn app class mình thử ca read contact hay nâng write contact tiếp
chứ mình thấy là mùi rai cần thay nó sẽ nó không cần thay cái đồ cái còn là trong defer chẳng này chương ca bậc ca phần mình nó không Android manifest đây là nhóm ban sâu nên dân trắng nè khi dân bậc ca này cái lại nè cho mà manifest chẳng manifest pha nó dân ban hiện tăng vì được bổ người ta vì ai tục ấy ban kha chẳng còn là ta dân toàn phở vì ở là tập hiếp cứ ở lấy dân cho mà đo ca bậc vẽ bao nhiêu một tiền đấy cứ dân set up phần mình nó không Android manifest chương lập biệp check runtime permission thì tập bốn dương thời check target SDK version version chỉ version nâng lơ version ấm bên đây là version version mà pay gì mà pay môi mà nhá chương việc thời ca check permission chương cái check permission dương thời define string này permission nâng tiệt ok chương chi tiết ok lỡ những video cái này mình thích này flow này cứ cái chai self permission bạn nên thay cái trong tương thay tá user ban ở lão write calendar tất cả app năng này anh ấy mình smart package này chưa pass permission định nãy bạn nên thay user có auto ở lão thì cho nên thay cái này nó permission định nãy hai và sân chia dương trong request permission bọc kế cứ dương tự phở activity compact dot request permission hay dương đặt string này permission nâng màu dương trong request class này lại nâng chẳng OS nâng show này đã lọc mối tới tam version bọc tu tập dương hai viên nâng xu tới căn user ok nâng cái lại nâng trăm đi mô tới cái số trăm xuống đăng xuống này. Chẳng là phải đa user quạt click ấy mùi granted record deny chẳng tới dân từ tua ban callback grand result chẳng callback tầng on nâng cứ dân nâng vô mà chạy màn thà user quạt grand out và man record deny mà thì chẳng tới dân chấp đăng thư ca code bỏ dân ở đó dương cho một cái demo muối cho nhưng mà cái project mày muối cứ tha rằng tháng permission tỏ lỡ nhóm dạy pi cô mầm nón này example bao nhóm cư nếu miên em make ví dụ nhóm thưa ca đi sàn bằng tới bốn nhóm miên make ví dụ muối nhóm miên viết ở đó nhóm đạn bây giờ đi phí hai bây giờ đi phí đây đặt ID image. Ok. Làm đặt scale type center crop. Chẳng cứ ô tiêu hoa thẻ feature nhưng có lẽ nhận cứ thở ca sẽ thở cánh rule bao nhiêu sở dương dương cho all user quát pick image p device quát máu nhưng mà đặt nó không image ví dụ bao nhiêu mình về tất cả tiêu hoa chắc đấy nó dương post post một phim tam Facebook như phim chẳng á mình thấy dân dân post status rồi có ấy chẳng đại dân miền include hộ phim nhưng mình thử tập hình mấy màu này chẳng làm bay tập hình mấy nhân dân thử request the some user ha ở app dưỡng cho xe tập cánh camera bật quát rồi có
phù hợp nó không tụ sạp bọc quạt ta user à là ở dương chứ như handle lại nè dương hiện handle chứ như miền bụt tông mới tiết cứ sở mẹp ở user quạt pick image màu ok mạch đặt các bạn này ở dương đã user quạt click click lời make đúng không chứ nhầm đã default you make mối đầm bay ở số mới chứ nhầm đã này đã mày hôm nay chứ nhầm chúng mình là bốn cứ nhầm một fan một dấu bài đi chứ nhưng cái mấy view mấy view ông mấy chứ nhưng sạch on click listener. Ok, ni yum sơ sê chi lambda. Yum sơ sê clay. Ba san chi cái này set on click listener ni. Ở đó yum đặt new yum initialize interface. New view on click listener. Rồi có vị thi một tiết, cứ yum bậc ca chia lambda, yum sơ sê cắt. Dương đặt ra ví dụ mà dương bánh phùi mà dương return mà chứ là nhóm xa thầm mây mà đó cứ chắp bi cha và ế mà cứ vi include lambda mà ở dương chẳng như auto save quên chẳng này chứ mà nhóm return được vấn chứ nhóm khoản ta đặt vi mà chứ là nâng khả năng lại khăn tha chà và bỏ dương ban install chắp bi version 7 lần tầy nâng viên miên lambda mà cho nên xe check lại cho mình tham dụ nó cứ chỉ call back trên mai dụ dụ nó ta thử tiết dụ dot get id get ấy đôi họ đó nhá ok cho nên mà xe phí nè và dụ cái lại nó cứ chỉ call back đôi nó không dụ lại nè vì còn ta xin tả thì dân sẽ xe cắt anh ấy riêng sẽ bình chẳng khởi vì phía chuẩn cứ hai cách bằng load sầm màu trẻ và riêng click là viết riêng chọn sử nhà pool vì out of place with lambda nên theo vì in in cờ lực tổ chất ở riêng thở ở phép bộ lambda chẳng là bà dân chỉ chào và riêng anh ấy còn tại chiếc kia recommend bỏ ai để ý vậy. Kể cho nhóm xa mây mà đó ok chắc là lấy nó bê đai user quát thôi ca click tất cả những mấy vũ nữa nhóm chọn ở user quát add pick in make màu chắc môn nâng à xe tất cả camera rưu co image bó image bó user nó nên không divide bó quát cho nên thử xong phần mình sân quạt sân
Ok, chẳng dương thở bật ca phần mình xanh nó không Android đi xanh. Chứ nó bây giờ xe thật căn phụ phép nó không gallery cứ bẹt quan tới chỉ mồi nâng ca xe thật căn external storage bỏ user chẳng dương đại dụng phần mình xanh read external storage. Chúng mình giảm nó tiếp cứ phần mềm sân nâng viên mình chọn khoa mình tên cứ còn là tha nhưng mà tiên tiêu ở khi dân chăm thế cái còn là tha dân ai chăm ban thẩm bộ nọ mò phần mềm sân nhớ nè được internet thì nó dân chăm từ nhưng bài sơ chưa nhưng không lại khan tha dân phở location chẳng viên mình access find location như mà chẳng dân chăm đặt bộ bị bệnh bạn này chẳng app phụ permission xem tiếp dương hai search bán á thằng gallery thực ca permission này kì camera thực ca permission này kì nè bộ chung mục view bệnh bệnh đá chân dương bảo bạn chăm khi chân gallery cứ tìm tia dương read external storage by user chân dương bậc can thằng android manifest hai dương bộ mặc can java code dương vịnh đó là ứng dụng thuê ca và cả function muối select image nhóm bỏ contact thằng áo ý chứ nhóm bỏ cả contact không phải đã mày nào thì thi đọc đi không thế nhưng bọc hành thách tạo ai method mỗi nắng chẳng như mình đi lại contact smart this thế nhưng bậc cao method chứ nó không ca sẽ lại mấy nhắn cứ nhìn chọn ở sau đã lọc tất cả user ta có chọn thay photo được có choose from gallery chứ nhìn bật cả char sequence này string mối nhìn đạp final char sequence ở đây này char sequence nhìn đạp option smile take photo choose from gallery rồi có hình sao chắc nhóm bật cát alert đà lọc môi và chắc dương lọc alert đà lọc tích 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 dương phở new alert đà lọc bên đỡ dương bọc hình thật chỗ cho những set title dot set title choose image như là choose image thế cho những đặt biệt đó dot set item chứ không set item về miền cha dịch phân item này ở đây này item cho những đặt option những chỗ hay gì mùi nắng on click is no cho những đặt option hay nắng return này choice by user cho những thử đặt builder dot số là mấy builder đã lọc năng lượng mà cho nên không cái lại này cứ nhung thôi ca check if option này i dot equal thì trong check ta kia check à check
take photo. Rồi có cái check if sẽ chúng ta else if. Chúng ta copy string khác trong này mau. Smart choose from gallery. If smart console, chương trình chạy user quạt click mùi nào mùi nè. Chương trình lỡ ní nhưng mà toàn thuở ấy tới nhưng thuộc về chào sẵn. Thế ô tô dương chọn đăng thay dương đặt thử ọt á. Hiện đã cancel ở này from gallery lấy những rằng tè mơ sẵn error ấy nè on create nhưng mà toàn find your id mình mấy small find your id or dot id dot email mình click find your id run đầu tiên. Chúng ta nghe vào nhóm kia chúng ta user có click lên này hỏi. Còn ai chỉ cancel, take photo, record, choose from gallery. Chúng ta bây giờ quạt cho tới lên take photo. Dường là sẽ thực hành camera bỏ quạt. Chúng ta bây giờ sẽ thực hành camera bỏ quạt dường handle runtime permission. Choose from gallery dường handle runtime permission bỏ gallery. Chúng ta nghe động bay nắng cư dường đã biết thử hả ở dưỡng tỏ lữ không lạc hắn cho một cánh camera dưỡng thử tự bao bao ép camera để chẳng không ca tự bao ép camera nó không nên rỗi cứ dưỡng ai phở thành. Cho intent lại này cứ bẹp quan tới chỉ mỗi explicit rồi có implicit. Cho chúng bộ explicit cứ dương connect kia là biến trang là khăn ông app bảo dương. Chẳng cần ai dương trong là request the can app say tiết là khăn ông thì bài nâng cứ dương thử implicit intent. Cho nhóm tăng intent nâng đặt take photo smart new intent. Chúng em chọn đặt tất cả ở action dot image action image capture image cap and
android.provider.mediastore.cinemacapture. Chứ nhóm chọn set can camera. Và đó mà tiếp nhóm đã start activity for result. Start activity for result cứ xem app dân trong ban result đã user quật choose máu thì camera bà có đó nè. Chẳng lấy những ràng đồng thiết. Thay vô tố. Chẳng lấy thay dương trong bao. Trong bao kia, trong bao camera bo device nâng khởi nhé nâng lên đi em còn là emulator admin camera cho những tay mỗi device real device chẳng tiết nè chẳng mà này thay nó bây đại user có chỗ deny được còn lão tất cả app dưỡng cứ dưỡng handle và sân dưỡng deny dân chọn ai em bảo dân thử ai dân thử chỉ như ai take photo mà bên thua ca thọt chứng dân toàn handle activity for đi sao chứng dân bỏ tất can on activity đi sao đầm bay handle user got return cái mà mình chứ nhưng thôi cái trái bật dân chia result code smart result ok em chạy switch chương switch nhóm chạy switch request switch này request code chương request code này cứ nhóm bạn bỏ tới cái lại này mình nhá cứ nhóm bỏ lấy sồn ok chương nhưng chấm pu lấy sồn cứ em đã cache zone chứ cache zone nó đầm mạng ở cache để dưỡng pick image from from camera trong click cái như hai bật sân chia result code smart result ok hai data đã return mà ở nào mình smart nào chúng nhóm bậc cao bitmap mùi chứ nằm bay sạch tất cả những mẹp dũ về miền bitmap về miền draw ball chẳng là nhóm đã select hit image smart eye data dot get extra dot get chẳng là ta chúng tôi ca cast filter chia bitmap chẳng nhìn vô image view và dưỡng ấm image dot set image draw ball image bitmap chính box selected image chỗ tổng mới dừng break take photo ok chân về load ở dương mới cứ dương chọn thay bằng tiết rồi có cancel chứ mà xin gì cancel bên này thay dương bỏ đi xả cancel tao vậy nhỉ nhưng chỉ cancel oh mình thử tế chứ em cho ở bên hot nhưng chỉ thích này cứ viên đang do vụ lòng màu
tạo lấy những test cho mọi người đưa đi máy điền số mơ chiêng chăm thích nhau một tay chúng tôi ca ví dụ chương trình brand lời đi vào nhóm chúng ta bổ với chân dạy chúng ta có thể take photo dừng hợp camera chúng ta có thể thọt chúng ta phải đặt thọt cứ dừng ai chúng ta đi trái dừng chọn thọt đoàn tiết chẳng là phải đặt dừng handle nè handle on activity thì xả bên đây thay em bỏ dưỡng cứ expect từ tôi đi giá vì camera đang mau bình thế nhỉ chứ nó bây giờ nhưng mà toàn đạo là thiếu thì đi giá lắm bây giờ thọ thấy bên nền đằng đại ở những chỗ ok chẳng dương đừng tự tôi ban hụt nắng do mà cắn nè thì mẹ view mà gì chứ trong thọ đoàn tiết của anh đấy chứ anh ấy chụp pua cả xét tất camera lỡ dương là xét tất gallery mà đồ chứ chụp pua gallery dương cho on click tới lơ option bà dương à lỡ bà xanh chia cái pick gallery dương thử và can intent một tiệt tất bạc hiện đại click photo new intent là intent dot action action pick dương tập pick image máu cái gallery chẳng nằm bởi pick image gallery dương set can android dot provider media store dot image dot image dot media dot external content UI chứ như start activity for result lịch này cứ dương bỏ intent tới chứ như ông đã request code lịch mùi chứ là lớn nhưng mà lịch xấu có mà lịch mùi chứ lịch mùi cứ xâm nàng xâm nàng tức can ca pick photo pi gallery chứ như chạy cast mùi chẳng khai tìm mối và dân chia user got ban choose image máu chẳng nhầm chạy result code được nhé và dân chia result code smart result ok hai data đã bỏ màu nó ngọt máu
chấm chấm bua image đặt pick màu nó cứ về return chia URI cho em đặt select image màu data mà dưỡng dot get data cho em tăng string mối của data tại bởi sân dị dương tập hình image gallery bạn này thay dương bạn tập tua phạt mối tập căn gallery hụt hiệp nâng chẳng dương thử mình string mối làm bay tập hình nâng chẳng dương đại media media store dot image dot media dot data OK. Chứ nhóm chạy và sân chia selected image này như giờ đây quạt click image nâng máu nào quạt chú máu hoặc tê tê chứ nhóm tăng cursor mũi dừng click image máu bị câu hình trở tích nhóm smart get content resolver dot query dừng the query do pi nè image là cái bản select nè dương chọn bản path tất cả nè nè chương dương thử từ tiền máu dương bỏ path số hay nè càng khỏi đi dương chọn bản này thế nhưng đã nào của nhưng mà chọn set order hiểu mình đã căn vị thế cho nhưng đã bên nào. Ok, chúng ta phải đặt cursor thở ban move từ căn pha pha nam mối chứ nhìn chạy cursor đi và dân dịch cursor nâng mình nào tế ok nhưng mà cursor nâng dot move to first chúng ta phải đặt cursor nâng đôi cursor từ căn row để được bài chứng hả ní bạn thì viên xâm lại từ lỡ cursor nâng cứ thật là lời tí tăng này phát mối đa store image nè mà ta slide image mô ấy chẳng mơ chẳng nhầm tăng column index mối đầm bay tập tú phá phát chẳng get column index phá phát column nhầm vô column tí xôn vì dân select mà ta mối chẳng trong khối dân tập tù bán phát bó image nè ngay chứ như cursor dot get string column index ok dừng từ tua ban pad về chứ topi từ tua ban pad về dừng ai set image ban ấy chứ như set image bitmap dừng vô bitmap factory dot decode file decode file nó vô pad vô mặt số chứ một bên sang slash dừng slash home slash user slash photo slash ok mobile.png chẳng màu chẳng vì vô à phụ ảnh ứng vô màu access the can mẹ ví dụ bao giờ chẳng nhưng thật phở trên nội bó bitmap factory dưỡng decode file trên một mình chẳng nhưng bó photo pan mình nhấn cho tài ok ở đó bị ban là ta ở hóa dưỡng close cursor mình chân nhóm break chân bị khai này bình tỏ lý chân cho thay photo dùng nó này. Chắc là cái này đôi nếu không Android mình phải hỏi chứ mình bật ca thì bật sân chị app bao dưỡng nhưng trong lực lệnh nó hay dưỡng đi dưỡng mình cái category bật sân chị app bao dưỡng cái category phục hết bộ camera
khinh bây giờ cho xem một camera kia sẽ che em bao nhiêu mà này chứ là nhìn vô camera nhưng bạn mau vĩnh cư nhưng mà từ tua ban là tua ban mấy đấy là sao thì nhưng mà chút chứ là nhưng mà chút gallery mình đâu. Ồ à, là nhưng chút gì mấy Jimin screenshot khi tin mà bán trăm tỷ xong lọc mờ tích cái lô dân khó cái lại ngay nhưng lọc mờ photo khác choose image from gallery get a mưa lọc đi bật lọc bao dưỡng on activity như sao bị ạ trô từ đó nặng không quay cốt mùi khi nhầm lọc mơ tam tình ở bảo vía có sớ lọc học từ sao tiết trong tin mô bài ta dương tô ăn phạt storage thì mình lệch còn tại vì ớt số nên lời mình dù read eternal storage đã hơi hơi
String kalau minta. Hôm mình mấy đó sật em mấy u o i đã sật thì được mấy nhưng tôi ban ở pha phát bộ ghế còn là đặt cho tất cả những mấy view ở toàn thời sắt mấy bị mẹ thì một bàn hết đã cho chẳng thích nhìn chẳng thích dot get chim đã bật cát pha muối IMG file mà nhiều file chừng là xa tay photo part dương chỉ string nhưng bỏ string lên chỗ chừng photo part chừng vô IMG file win dot get absolute part ok xa nên đó một số tiết có phần mấy sân nữa này. Chú phần mấy sân right eternal story mình tiết
Anh bạch đã đi cộng ban đấy cứ dương sạch và sạch em mấy dùa ai mong tới cứ nó phải đại dương select em mấy máu dương là tôi bằng dùa ai chẳng dùa ai nó viên sâu chỉ là mà mình chúng mình load content media ethanol image media tất cả dùa ai mấy nâng chẳng vì ai sâu bao dương ban ấy chẳng dùa ai lờ đi bài bao nhiêu mà đó. Okay, choose from image gallery. Pick your name. Này. Chứ những ai pick image trong ban mà hỏi. Ok, chẳng là dương handle permission tặng hóa nâng chẳng dùng card method muối handle permission chẳng dùng card với nó khổ nhưng mà ok chẳng dùng thôi ca chạy version version chia version backward dot sdk in thông chiến version code dot âm version gì thông chiến return chứ những trái context compact dot check self permission chúng tìm mối dương bo ở cần thật dương tứ tìm biết dương bo string permission okay. Chứng permission mà dưới cứ miên là manifest dot permission dot permission mà dưới thật cái gì read external storage. Chính chạy bật sân chìa vì ớt mà mình mà permission checker dot permission grant mình thay bật sân chìa permission môi nắng kì ớt lào tế dương thử tự require permission chứng dương phở activity activity compact dot require permission chúng dùng thuật ca request permission nơi runtime chúng dùng bật card new string chúng là lợi thời gian mong xuống
của nhóm phần thì tại đại cho nhóm cắt viết đại chỉ string permission một string permission cho nhóm ao viết small này một của dương phở bị chọn cái lại này cho nhóm chuyển nua cái lại năng đào permission cái lại ní đặt permission này tọt máu về thời ca ở thì phải cột chứ lại thì phải cột một bòn ở mà rồi chờ lại nhưng mà ran mà đong tiếp những vị error kì cẩn thận đã get parent thì giờ chấp đam handle to can check permission đó nè mình nhớ là toàn check ấy. Thì ta sang app chứ là hỏi bắt tiếp chúng cái này nó dương cùng toàn và cột nó nhìn đặt cái này nó chia open camera chúng ta bật cạp mình sợt nó ok anh ấy nhìn mua ấy, đặt open gallery chúng trong thuê ca chạy permission sẵn chúng lại hẹn đọc permission này nhưng thuê ca chạy on request permission result chúng chạy mở bật sân chia request code smart nâng mở rối của dưỡng bọc mở rối mình nhé okay. Chúng chạy bật sân chia grand result chúng chạy grand result dot length thông chiến xấu nâng grand result này index đi sâu nâng smart permission
cake manager dot permission granted dương thôi ca open camera chân cái này ní nhóm handle permission sân handle permission cứ nhóm mà chai nó cái này yeah. Nó bây giờ cái check the lơ take photo được có choose from gallery im tìm tìa ai chạy permission sân not so you
Ok, chẳng không okay, handle permission. Dương ai bật cao chia string array này lại đi mất nè. Chúng mình bật cao chia permission string này permission giống mình cái class lỡ như mình manifest permission read external storage mũi tiết write external storage hay là mũi tiết permission camera dot camera ok chứng nhận bot permission nâng cho tất cả nè nhận bot cho tất cả nè nâng hơi nè dừng chạy đi khỏe cầu. Chúng bản thân chỉ cần ông lại khen hồ mình sân dương miên chớn cứ dương thua ca chạy chỉ lúc lúc này hồ mình sân nó nè chứ như chạy mà phố kiến chờ ai smart zone ai tổ chiêng hồ mình sân đọt lén hai bộ bộ chứ như chạy mà đông môi lại chạy chứ như miên tổ bố nhưng chạy is not storage read hay là write đóng mất camera. Cho mà dân chị app dương miên permission này xây đi chứng dương thêm được không string array dương máu hơi dương handle permission mà dương. Cho nên cái này ní dương chạy tam in đặt vĩnh. Person chia grand result này ai dừng chạy tám dân chia grand result nâng cái ban grand hơi permission deny chạy deny permission deny
chứ mà sao chỉ miễn chớn những chai chỉ lạ nạ lưu bất muốn nâng nhóm chai tầm mối là xa đây đã ta mà permission tại là xa tại em những ban lão của cháu trong vì lấy xu tiêu chẳng hạn trong cái răng tí starting in 10 ta lỡ cái gì mình đây chưa xin ngờ lắm.